Hi, xin kính chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Thì như quý vị cũng biết rằng là cái kết quả của phiên tòa án diễn ra vào ngày 14 tháng 9 tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở ra để mà xét xử cậu Nhâm Hoàng Khang về cái tội là cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 của Bộ luật Hình sự. Thì cái kết quả của vụ việc này là trả hồ sơ để điều tra bổ sung thêm một số những cái tội danh khác. Thì đây là một cái kết quả khá là bất ngờ đối với những người mà theo dõi cái câu chuyện cũng giống như là liên quan tới cậu Nhâm Hoàng Khang. Nhưng mà đây là một cái đề tài cho những cái người xuyên tạc vu khống và những người mà không yêu mến cô Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục lên tiếng nói và vu khống xúc phạm cô Nguyễn Phương Hằng, vì họ cho rằng là sở dĩ mà cái phiên tòa hoãn và điều tra bổ sung thêm là vì có liên quan tới bị can Nguyễn Phương Hằng, và cho rằng là cô Nguyễn Phương Hằng đã chỉ đạo Nhâm Hoàng Khang làm những cái việc đó, và hầu như là trên tay của Nhâm Hoàng Khang đang giữ những cái bằng chứng có liên quan tới câu chuyện của cô Nguyễn Hằng, nên tòa sẽ hoãn để điều tra bổ sung thêm nhằm để mà xử lý luôn bị can Nguyễn Phương Hằng. Để vì thấy hết sức là vô lý không? Nói chung là những người này luôn mong muốn và muốn lôi tất cả những cái câu chuyện trên toàn thế giới này đều có dính dáng tới cô Nguyễn Hằng, dù tòa án họ đã ra cái quyết định và cũng đã có bản án cho Nhâm Hoàng Khang về cái tội là cưỡng đoạt tài sản, và điều tra bổ sung thêm là có những cái hành vi phạm tội khác nữa hay không, chứ không phải là liên quan tới cô Nguyễn Hằng. Nhưng mà họ vẫn cố tình vu khống cho cô Nguyễn Phương Hằng và cho rằng là cô Nguyễn Hằng đã chỉ đạo Nhâm Khang làm những việc này, và vì Nhâm Hoàng Khang là phản lại cô Nguyễn Hằng nên bị cô Hằng sử dụng quyền lực để mà đưa Nhâm Hoàng Khang vào cảnh tù tội. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Thì đây là một cái bài chia sẻ của thầy Bảy nha quý vị. Thầy Bảy nói luôn là thầy Bảy hay lựa cơ hội lắm, nó cũng có cơ hội lên công kích cô Hằng là thầy Bảy sẽ lên. Quý vị biết rằng thầy Bảy trước kia là bị cô Hằng hù dọa là đánh gãy bốn cái găng, nên thầy Bảy rất là hằn nha. Thì thầy Bảy tiếp tục vu khống, thậm chí vu khống cô Hằng không nói nữa mà vu khống luôn cái quỷ Hằng Hủ đó quý vị. Nó dù là đã được lên tiếng nói rất là nhiều về cái việc này nhưng mà thầy Bảy cũng không tha nha. Và thầy Bảy chia sẻ như thế nào thì em đăng lên đây cho quý vị khán giả xem. Thầy Bảy chia sẻ như thế này: một thời tung hoành giang hồ, đánh đông dẹp bắc, cánh tay đắc lực của chị hai. Nay Nhâm Hoàng Khang đã được tòa án Thành phố Hồ Chí Minh buộc tội theo điểm A khoản 3 điều 170 khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù. Cái này là không phải là tại cô Hằng hay là gì hết nha quý vị ha. Cái này là do Nhâm Hoàng Khang đi tống tiền người khác và bị cơ quan chức năng bắt tạm giam, chứ không phải là tại cô Hằng hay là vì mà phản lại cô Hằng nha. Thầy Bảy nói như vậy. Và Nhâm Hoàng Khang chỉ là một số những người mà đã từng ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng thôi, chứ không phải là làm được tất cả. Thật sự có làm được cái gì đâu quý vị khán giả, chỉ là giúp cô Nguyễn Phương Hằng là tìm được cái tên là người vô thường thôi. Đó, và cô Nguyễn Hằng rất là công tư phân minh, treo giải thưởng mà anh làm được thì tôi trả thưởng đó. Và Nhâm Hoàng Khang lợi dụng cái câu chuyện mà tìm được đó để nhằm mong muốn là để mà tiếp cận cô Nguyễn Phương Hằng, nhưng mà cái kế hoạch nó thất bại, tại vì tiếp cận xong rồi muốn điều khiển cô Nguyễn Hằng giống như là muốn cô Nguyễn Hằng làm cái con rối á, là mình nói cái gì là phải nghe hết đó quý vị. Mà không được, cô Nguyễn Hằng phát hiện ra rồi, cái âm mưu đó rồi, nên cô Nguyễn Hằng đã lên mạng nói rất là rõ ràng về cái mối quan hệ với Nhâm Hoàng Khang. Không có một mối quan hệ nào hết, và thậm chí chưa gặp nhau ở ngoài mà Nhâm Hoàng Khang tiếp cận cô Nguyễn Hằng cũng giống như những cái người khác, giống như Ma Sơ hoặc giống như Chan Chan, và giống như một số những người khác muốn tiếp cận cô Nguyễn Phương Hằng để lợi dụng mà mục đích cá nhân, nhưng mà không được. Thôi quý vị, đúng không? Chúng ta tiếp tục nha. Về vấn đề cá nhân tôi thắc mắc đến thời điểm này là Nhâm Hoàng Khang có gì trong tay sau những ngày trung thành và dẫn đến cái kết không có hậu. Có gì trong tay giờ? Có giờ tất cả những gì mà Nhâm Hoàng Khang có trong tay là đã bị đã đưa lên mạng xã hội hết rồi. Quý vị thấy không? Từ những cái tin nhắn, từ những cái ghi âm gì là Nhâm Hoàng Khang đưa lên mạng rồi. Nhưng mà càng đưa lên mạng như vậy, người ta thấy là người ta lại thấy được cái lòng dạ hẹp hòi và bị ổi của Nhâm Hoàng Khang, người ta càng lên án hơn nữa. Và cô Nguyễn Hằng cũng là một người bình thường thôi, người ta giúp mình thì mình nói chuyện lại thôi, và không hề có một cái sự chỉ đạo tấn công ai hết. Nếu mà cô Hằng chỉ đạo tấn công ai là tại sao mà cô Hằng lại vạch mặt cậu Nhâm Hoàng Khang này, đúng không quý vị? Đó, bởi vì đây là những cái thông tin xuyên tạc nha. Và bây giờ thật sự ra nếu mà Nhâm Hoàng Khang có gì trong tay là đã tung lên trước đó nữa rồi, không cần mà để thầy Bảy lên tiếng đâu nha thầy Bảy. Tiếp tục bài đăng của thầy Bảy nè. Đầu tiên là quỷ Hằng Hủ, lại nhắc tới quỷ Hằng Hủ nữa rồi. Khi Khang đang có public từng trang tài liệu được
cho là bản sao kê từ ngân hàng của quỹ này lên mạng xã hội thì đột nhiên Khang bị bắt với một tội danh khác, mà tội mà cậu ta đã phạm từ rất lâu. Chúng ta phải phân biệt như thế này nè, tội dù rất lâu nhưng mà khi mà đủ bằng chứng, đủ chứng cứ thì cơ quan người ta bắt, đâu phải là người ta đủ cái là mai ta bắt, mốt ta bắt đâu. Có những cái vụ việc mà người ta có chứng cứ rồi nhưng mà nửa năm sau hoặc một năm sau người ta bắt, đó là chuyện của cơ quan và theo trình tự của pháp luật, chứ đâu phải là nói rằng là trước hay sau bị bắt là do khoản bà Hằng, đúng không? Còn cái việc mà sao kê đó, thôi thầy Bảy ơi, ai cũng biết rằng sao anh xâm nhập được vô tài khoản được ngân hàng, đúng không? Nếu mà xâm nhập vô được ngân hàng là anh đâu còn là YouTuber nữa, đúng không? Anh mà xâm nhập vô ngân hàng là anh là giàu có rồi. Còn ai cũng biết rằng á là Nhâm Hoàng Khang tạo dựng ra một cái bản sao kê mà mình cũng đã từng phân tích trên kênh của mình rất là nhiều rồi. Bản sao kê đó hoàn toàn không có thật. Và bản sao kê đó là bản sao kê mà anh ta đánh máy và copy nhiều cái đưa vô để nhằm mà vu khống cô Nguyễn Phương Hằng, đó, quỷ hằng hú của anh đó đó. Quý vị thấy hai điều đó hết sức vô lý không? À, mà quý vị thấy không? Bây giờ á, quý vị có thấy được cái việc mà chú Huỳnh Dũng đã nói rồi. À, nếu mà ai đã từng mà ủng hộ quỹ hằng hữu đó, có hóa đơn chuyển tiền cho quỹ hằng hữu đó, chỉ cần 1 triệu đồng thôi thì chú sẽ bồi thường lại 10 tỷ. Chỉ cần đưa hóa đơn lên thôi. Mà tới bây giờ quý vị thấy không? Họ chỉ nói thôi mà không hề có một cái bằng chứng nào hết. Không có một bằng chứng, tới thời điểm này cũng có bằng chứng nào đâu mà họ cứ nói là quỹ hằng hữu kêu gọi. Nếu kêu gọi là phải có thông tin kêu gọi và có người đã chuẩn bị chuyển khoản, đúng không? Mà bây giờ kiếm một người không có nữa, vậy là kêu gọi chỗ nào, đúng không quý vị? À, rồi thầy Bảy viết nữa nè: thời điểm đó tôi cũng miệt mài đọc, cố gắng giải mã xem những gì Khang đăng tải có cơ sở hay không, có giá trị pháp lý hay không. Cuối cùng tôi kết luận mớ tài liệu nếu không cắt ghép chỉnh sửa thì sẽ bê bối rất lớn của người mà Khang đang đối đầu. Trời ơi, không cắt ghép, trời ơi, em đọc cái tài liệu đó quý vị biết toàn là những cái thông tin gì đâu không mà, chứ có cái gì đâu. À, đúng là muốn hại người là hại luôn tất cả những đường đi lối về, quý vị thấy không? Họ cứ nhắm vào cái quỹ hằng hữu mà bây giờ kêu chứng minh thì không chứng minh được. À, kêu chứng minh thì không chứng minh được đó. Rồi họ nói rằng quỹ đó là để mà đi trốn thuế này kia, thì quý vị biết một cái doanh nghiệp lớn như vậy thì quý vị biết hàng năm là bao nhiêu lần mà kiểm tra không, đúng không? Những ai làm doanh nghiệp thì biết những cái điều đó, nhưng mà họ vẫn cố tình gán ghép, đúng không? Bây giờ cô Hằng cũng nói là sẽ lúc đó, nhưng mà cô Hằng không bị bắt á, không bị bắt tạm giam, cô Hằng cũng ra kèo mà, ai có thể mà cá được cô Hằng để cô Hằng sao kê cái quỹ hằng hữu luôn. Nhưng mà thật sự ra là không ai dám quý vị, tại vì họ nói thôi, giả sử như họ nói không có rồi thôi vậy đó. Chứ thật sự ra họ làm cái gì mà cô Hằng mà họ thấy là có khả nghi là họ đều lên tiếng vu oan cho Đại Nam, mà vu oan cho cái quỹ hằng hữu nè, tại vì họ biết rằng giờ họ chỉ nói được quỹ hằng hữu, họ chỉ đưa những thông tin mà về quỹ hằng hữu này thì mới có người tin họ thôi, chứ thực sự họ không dám. Nhưng mà nó đối đầu mà để cá mà để sao kê ra thì không có đâu. Mà nói thật sự một cái câu đơn giản như nè, không lẽ bây giờ quỹ hằng hữu từng kêu gọi mà bây giờ giả sử như là không lẽ kêu gọi một người, nếu mà có kêu gọi thì hàng chục hàng trăm người, mà sao bây giờ một cái bản sao kê không có nè? Nếu có là họ đã đưa lên mạng xã hội rồi, đâu còn tới chờ này đâu, đúng không? Đó. Còn một cái bản sao kê mà quý vị nghĩ một cậu IT thôi có thể giỏi trong lĩnh vực đó, nhưng mà không thể nào mà xâm nhập vô được ngân hàng hết. Nhưng mà cậu ta xâm nhập vào ngân hàng thì tiền trong ngân hàng thôi cậu ta lấy thoải mái luôn, cần gì nữa, đúng không? Đó, cậu ta giàu rồi, quá trình độ quá giỏi rồi, cần gì mà. Từ như đó thôi là chúng ta đã thấy được là làm gì có cái chuyện mà xâm nhập được hệ thống ngân hàng, đúng không quý vị? Mà lên mạng để cãi tay đôi như vậy, khoe khoang như vậy, không ai chứ, không ai mà xâm nhập vô ngân hàng mà lên mạng khoe khoang là tôi xâm nhập được vào ngân hàng, tôi cung cấp bản sao kê, nó làm những cái việc đó làm chi hết, để cho mình vi phạm pháp luật hay gì? Không lẽ nhìn vô đó người ta không biết được, ngân hàng không biết được, người ta chỉ nhìn qua cái bản sao kê đó người ta biết là anh có hay không thôi. Còn cái việc mà bản sao kê đó anh cắt ghép từ những cái sao kê mà của những người khác đăng lên, rồi anh đăng lên rồi anh thêm bớt nào quỷ hằng hú này kia đó quý vị đó. Bởi vì thôi, bởi vì những người này muốn vu khống là vu khống thoải mái quý vị. Rồi còn thầy Bảy viết tiếp nè: tài liệu Nhâm Hoàng Khang đã đăng tải thể hiện rõ rất nhiều doanh nghiệp trong quần thể khu công nghiệp nào đó đã đóng góp vào. Theo tài liệu, con số đóng góp là 200, 300, 500, thậm chí là tiền tỷ, và con số cuối cùng lên rất lớn. Doanh nghiệp nào? Trời ơi, em nói thật sự quý vị chứ, người ta làm chủ doanh nghiệp á, người ta có cái đầu, người ta có cái đầu, người ta có ốc, người ta suy nghĩ, người ta mới làm chủ doanh nghiệp, người ta mới giàu có được, đúng không quý vị?
Bây giờ giả sử như cô Hằng nói như vậy á, không lẽ cô Hằng không sợ những người đó sao? Đúng không? Không lẽ sợ nhưng không ngờ những người đó đưa thông tin lên sao? Không có ai mà tự mà cầm dao gạch tay mình đâu, đúng không quý vị? Tại là nói là giống như nói đúng rồi giống như nó là dễ ăn tiền người ta lắm. Những người này giống như là nói họ ai trên đời này cũng là ngu hết, để cho bị lừa hết chứ quý vị. Đó, vậy gì nè, ai bảo Quỷ Hằng Hữu chưa từng đứng ra vận động thì nên xem lại. Và ngay thời điểm dư luận bắt đầu quan tâm về số tiền chi ra của Quỷ Hằng Hữu thì ngay lập tức quỷ này đã đóng toàn bộ website, xóa toàn bộ data và các nạn nhân mổ tim ở bệnh viện, nơi mà được cho là nhiều người thông tin bị sai lệch trùng khớp, thậm chí trong danh sách có cả nhân thân của bị can Nguyễn Phương Hằng. Trời ơi quý vị ơi, em nói thật sự quý vị, bây giờ biết bao nhiêu con người họ đã lên tiếng là họ nhờ có cái Quỷ Hằng Hữu này họ đã cứu giúp được cho những trẻ em, và rất là nhiều những gia đình người ta cũng đã lên tiếng rồi đó. Mà bây giờ họ vẫn cứ nói rằng là người thân, nhân thân. Thật sự như họ nói rằng là giả sử như là Quỷ Hằng Hữu này mở ra cho người thân của Hằng, có đâu quý vị thấy không, có rất là nhiều những người đã lên tiếng về cái Quỷ Hằng Hữu này rồi, và cũng là xác nhận rằng là đã nhận được cái sự hỗ trợ từ Quỷ Hằng Hữu này, đâu phải là một hai người đâu đó. Mà thật sự giờ có người thân của cô Hằng cũng chẳng sao nữa quý vị, đúng không? Mà những cái người đó lên phân tích, phải họ phân tích mà họ đi tìm hiểu á, giống như là tên trùng tên là chuyện bình thường, họ nghi vấn ra là họ bắt người ta phải giải thích. Quý vị biết là 10 năm qua Quỷ Hằng Hữu đã tài trợ bao nhiêu người và bao nhiêu trái tim chưa, đúng không? Giả sử như họ thấy cái báo vấn đề, họ đi tìm hiểu, họ phỏng vấn cái người đó coi có thiệt hay không. Chứ lần này họ lên trên mạng, họ thấy cái từ cái tên đó giả sử trùng với nhau, cái là họ đặt vấn đề, à tại sao như vậy, tại sao là như thế này, tại sao như thế kia. Trời ơi, em nói thật sự, nếu mà người ta lừa đảo hay gì á, người ta có để cho các anh chị mà sờ sờ trên mạng gì không, để anh chị lên chị bắt bẻ không? Tại người ta không muốn ồn ào, người ta không muốn ồn ào, người ta không muốn mà những cái trẻ em nó còn cả tương lai của nó nữa, muốn bị mà vô cái dòng những người này mà cứ đi phân tích những thông tin tào lao rồi ảnh hưởng tới những người khác đó. Bởi vì quý vị thấy không, nè cái câu cuối mới ghê nữa quý vị. Câu cuối anh ta đặt ra là câu hỏi được đặt ra là có ai đó dùng một thế lực nào đó xúc đẩy để bế Khang đi vì muốn che giấu điều này hay không. Trời ơi quý vị ơi, quý vị biết á, nếu mà cô Hằng cũng có thế lực như vậy á thì cổ đâu ra nông nổi như ngày hôm nay. Sao mà cái lúc thì nói họ cô Hằng có thế lực thì cổ đâu có ngày hôm nay, cô đang bị tạm giam, đâu bị nhiều người tấn công. Nếu mà có thế lực thì cô đâu bị nhiều người tấn công mà bây giờ họ vẫn lên công kích cô đó, rồi ăn cúp Đại Nam đó, đúng không? Mà giả sử như Nhâm Mùng Khang không có cái đó, giả sử ai nào mà xúi được, đúng không? Bởi vậy thầy Bảy luôn tạo dựng ra câu chuyện để mà mong muốn mọi người hiểu sai về Quỷ Hằng Hữu, hiểu sai về Đại Nam, hiểu sai về cô Nguyễn Phương Hằng. Tại vì trước đây là thầy Bảy là từng khi cô Hằng hâm dọa mà cũng hên là cô Hằng bị bắt tạm giam thôi là thầy Bảy chắc cũng gụng găng rồi đó. Thì đây là những cái thông tin mà ngày hôm nay em muốn chia sẻ và gửi đến cho quý vị khán giả thông qua cái câu chuyện của Nhâm Hoàng Khang. Không, dù mọi việc đã rõ ràng sáng minh bạch tất cả mọi thứ, cô Nguyễn Phương Hằng không có tấn công vào VOV, nhưng mà một số cá nhân tới thời điểm này họ vẫn buộc tội cô Hằng là tấn công đánh sập báo đài VOV. Dù những cái người đó, những người mà tấn công đã bị bắt rồi, đúng không? Rồi Nhâm Hoàng Khang dù là một người đã từng giúp cô Hằng thì cũng giống như là muốn lợi dụng cô Hằng thôi, nhưng mà không được thì sau này bị cô Hằng lội ra thì đã quay công kích, và công kích còn khách rất nhiều nữa, đúng không? Nếu mà giữ được thông tin gì chắc là thông tin bị đặt đó, chứ cái thông tin gì, đúng không quý vị? Và bây giờ chúng ta đang chờ cái phiên tòa sắp tới sẽ xử lý Nhâm Hoàng Khang sao. Nói thật sự một quý vị, một người mà có tài mà không có đức đó, là người đó bỏ đi dùng cái tài đó mình để công kích, mình đi đóng tiền hay là mình để đi mà tấn công người khác thì rất là nguy hiểm. Tòa án người ta xem xét như vậy đó, người ta sẽ xử lý con này thích đáng thôi. Và con này quý vị nhớ rằng là có từng có tiền án tiền sự, và một người rất là manh động và từng sử dụng chất kích thích nữa quý vị, biết là như thế nào rồi ha. Vậy mà đi tin sau lúc mà cái cậu này á, cậu nói về cái việc mà từ thiện á, sao thầy Bảy không tin vào cái chuyện đó là có thiệt đó, mà bây giờ là nói cái nào bắt lợi cho cô Hằng là thầy Bảy lại đưa vấn đề đó lên, đặt là thế lực nào, nếu có thế lực nào là thầy Bảy là vu oan cho cơ quan chức năng à, cơ quan chức năng cô Hằng cấu kết với cơ quan chức năng à, hay là gì? Nếu mà cô Hằng có quyền lực như vậy á, thì cô Hằng đâu bị tình dẫn ngày hôm nay, đúng không quý vị? Bởi vì họ nói họ một cái vấn đề mà họ muốn bẻ công sao là bẻ. Thì đây là những cái thông tin mà ngày hôm nay muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị khán giả.
Một lần nữa Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trên những video tiếp theo nha. Bye bye quý vị khán giả.